Xin chào cả nhà nha. Bữa nay tới Giáng sinh rồi, hai chồng có chuẩn bị ít mực để ăn Giáng sinh, ăn mừng lễ Giáng sinh. Bây giờ hôm nay em mua mực nè, rồi với lại ớt chuông để mình làm mực mé. Em mời cả nhà cùng làm mực mé với em nha. Mấy con lâu rồi nhà mình không ăn mực, mấy đứa nhỏ nó cũng ướt. Cắt mình hỏi trước đi. Mấy đứa con nhà em á, nó thèm mực lắm, nó nói nhỏ nhỏ mà hôm nay thôi mua đại làm cho nó ăn lễ Giáng sinh luôn. Tại vì các từ nó thèm mực đó, chắc này không lâu. Bữa nay mình ăn mực mé cho đã một bữa, lâu rồi mấy đứa nhỏ cũng thèm mực lắm. Anh ba mẹ ơi, ba mẹ làm mà. Gì vậy ba mẹ? Ba mẹ làm mực mé, nó là ăn ha. Dạ. Ăn chơi đi. Dạ. Ớt chuông, nghe cái mùi ớt chuông nó cũng nồng nồng á ha. Ừ. Mà ăn không cay, lạ ghê. Em có củ qua nữa anh, em né củ qua nữa. Có củ qua vô nữa cho nó. Gió mát lắm anh. Gió hay giống chiều Tết vậy. Tết sắp tới rồi. Năm nay dịch bệnh gì Tết chắc buồn lắm. Tết năm nay sao đi đâu được, không ai đi đâu được, dịch quá chứ gì. Tết năm nay biết chừng nào hết dịch. Cái này là hồi nãy mình rửa sạch rồi mình cắt á. Cắt rồi cái em trụng lại nước nóng á, nước muối á, mình nấu. Mẹ ơi, mẹ ngâm mày hả mẹ? Ừ. Ngâm xong chừng nào con đói lắm mẹ. Thì xả lại với nước sạch rồi mình để cho nó ráo rồi mình ướp. Giờ mình ướp mực nha anh. Ừ. Em hồi nãy em có mua cái đồ ớt mực ra để mà né ra. Hết không anh? Chắc cũng hết rồi ha. Như được ha. Anh đang coi coi. Cái này là ta có ướp gia vị rồi có cái gì đó. Muối với bột ngọt. Nó có đủ rồi, gia vị, nó có hột, mà hột gì trắng trắng nè, mè nữa đó. Cho vô đây miếng bột ngọt nữa, với thêm miếng đường. Mẹ ướp gì xong mày để ra dĩa nữa là mình né được đó con. Dạ. Con lên mời ông nội bà nội xuống đi. Dạ. Hai vợ chồng em chuẩn bị món ăn đã xong, em mời cả nhà cùng ăn mực né với em và ẩm thực hai bà cháu. Mời cả nhà vô. Chào cô chú. Chào cô chú. Con mời cô chú ăn mực né với con. Bỏ sách vô nè, vô đằng này cái. Nhỏ. Cái này bơ có bắt vàng bơ. Nói vậy phải mở lắm. Wow, thơm quá mẹ. Mình bỏ mực vô mình né luôn. Wow, oh my god. Quá ngon. Mẹ, oh my god luôn. Oh my god luôn hả? Dạ. Thơm quá à, có mùi thơm phô mai. Ngon, nó ngon. Đúng không? Nó thèm từ nãy giờ luôn. Ngon. Mẹ ơi, bỏ thêm ớt chuông vô nữa đi mẹ. Rồi mẹ làm cho ăn. Wow, mừng giác xuống ăn là mình. Nó hết bài luôn. Quên. Vậy là thuộc có nhiêu đó thôi đó. Thuộc có nước thuộc. Cái này mình trở mình để luôn ra vô hả anh? Wow. Rồi để trên đi. Dạ. Ngon mẹ nghĩ màu chín mừng ngày sửa sinh ra đời, hòa bình ấm tay tươi cười, hòa bình đi cho mọi người, mình đánh luôn cho mình chơi. Mọi người thơm không? Quá thơm. Thơm chưa? Dạ. Thành xèm chảy nước miếng anh. Chảy nước miếng, oh my god luôn. Chảy nước miếng ta chữ, oh my god.
nay cho thịt với các từ ăn ớt luôn. Con ăn ớt chua. Con thích ăn ớt chua. Ớt này là lắm có cay đâu nghe con. Wow, ngon quá mẹ. Quá ngon luôn. Chén này là của mình. Quay ba con múc cho ba. Mẹ ơi, con ăn ớt chua màu đỏ với màu cam mẹ. Ăn từ từ cho. Ít quá. Đây. Dạ con cảm ơn mẹ. Ít cho con gấp thêm. Chén chín còn múc. Cái này gì vậy? Bánh xe á gì đó nè. Nó giống bánh xe quá. Một cái nhà. Con mời cô chú. Quá không? Ăn thử có gì ăn không mẹ? Ba. Ngon quá. Em đi chứ. Có mắm điên mà có nước tương nữa. Ai thích cái nào chắc đó. Con thích nước tương. Con mời cô chú ăn bún với con. Bún ba này là ngon quá. Ngon. Ăn bún không á hả? Chồng em quay đi. Ôi rồi rửa luôn. Còn gì nữa không? Còn mực. Mực sao mời cô chú? Mực giấu lại chứ gì? Mời cô chú. Mấy cái ớt này chín rồi đó mẹ. Trời ơi nó ngon. Ớt này nó vừa chín ngon chứ để ruột không ngon. Trời ơi ngon. Rồi. Hết chảy. Mời chảy nước miếng. Mời ông bà cô chú ơi. Con mời ông bà cô chú ăn. Ăn gì? Ăn bạch tuột. Ăn bạch tuột hả? Ôi giỏi quá ta. Nè mẹ. Ớt này. Hả? Ăn sao? Ngon không? Quá ngon. Ai làm gì nè? Ai làm cho ai? Mẹ ba. Mời cả nhà cùng ăn mực né với ẩm thực. Hai bà cháu. Ờ không phải. Đúng rồi. Mẹ ơi. Mẹ ẩm thực hai bà cháu với Dung Rồn. Mời cả nhà cùng ăn mực ké với Dung Rồn để thở chiếu nha. Bữa nay mừng Giáng sinh nè ăn cả nhà. Hôm nay Giáng sinh không có đi đâu, mình ăn ở nhà, mình ăn mừng vậy thôi. Mẹ ơi, ăn ngon quá, mực ngọt quá. Đây ớt chuông con ăn cảm giác á đó, không có vị cay miếng nào hết mà. Mà ăn nó hơi chua chua ngọt ngọt. Chấm nước tương. Ủa, ngon quá. Mình chấm, nhưng ngon. Bún. Được xé. Ôi, ngon quá cả nhà ơi. Tính không ai mời mình lấy chén này. Ba dạy vô luôn. Gót thôi. Để người ta bỏ bê vậy. Ba con gót này cho ba. 1, 2, 3 vô luôn. Giáng sinh vui vẻ. Dạ Giáng sinh Chúa Giêsu vui vẻ. Không nhất à. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh an lành nha cả nhà ơi. Bơ nữa mẹ. Em bỏ bơ vô. Bơ, bà chín cho bơ đi vô nó thơm. Đó còn hơi sống á ba, để nóng lại không?
xong ba sắp đi vậy nào tôi mình sợ xong thì nó hơi ẩm á. Ồ, mẹ hết chưa? Nào, thấy ngon không? Quá ngon. Quá chỗ nào quá ngon. Chắc được nãy giờ nó ăn dạ. Cái rau nãy giờ nó không ăn cho mình. Mình đọt. Dạ. Rồi đưa chế cho con gắn mực cho nè. Ngon quá. Cái này nè, cái này nó mềm chứ. Cái rau này nè. Nó ngon quá. Ngon quá. Ngon chín rồi. Thì bút. Nước vô hả? Nước mực quá, nhiều quá. Mẹ ơi, con mẹ sụt sụt cái răng mẹ. Con nấu. Dạ ăn răng mẹ. Con bỏ bún vô thêm. Đúng rồi, ăn cái chín này, nó chín này nấu ăn cái này. Bỏ bún vô thêm nha giòn. Con ăn bún thêm không mẹ? Quá, quá nấu. Thấy toàn là mực. Rau nè. Mẹ em ăn ớt đỏ đỏ mới khoái. Giòn quá thật. Mẹ con chưa muốn rau à? Mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ngon không? Ngon không? Mai mốt mẹ làm nữa cho ha. Dạ. Giúp chân. Còn á, lúc nào cũng phải ăn cái rau mực không à? Phải cái rau mực. Chắc ngay giòn không có chín. Ăn chút bún thôi. Bún thở rồi. Ăn lấy được đúng không? Ăn gan ra. Nè. Ăn mất rồi, tắt lửa luôn chồng. Ai đi đường cũng nhìn thấy cái món này là thèm chảy nước miếng luôn đó. Được cũng bún. Đúng rồi. Nhất nhất trưa này cũng có bún rồi. Mẹ nó chín mềm rồi mẹ. Mẹ ơi, cái nồi nó hé. Ớt á, ớt mềm nè. Mẹ ăn được mà. Tụi con là quá nóng sống. Ba. Đi mẹ ba. Mẹ ơi, vợ chín mềm. Ớt là ba, ớt chín nè ba. Ba mấy miếng ớt chín nè. Bút dần thở à. Đi ăn vô, đi ăn rồi. Thôi em còn nhóc. Mà nổi nước đá tan. Uống vô đi. Uống là nước nó dừa cho nó ăn nó ngon. Để chát. Ý, nó lội ra ngoài. Nó nhảy ra ngoài. Vừa chạm, nó chạm ra ngoài. Để ăn gì cũng sớm. Chạch dĩa đâu rồi nha cả nhà. Còn nước. Nước không à. Nước về chăn bún ăn thôi. Không nước này để mời em đi ra nhà hôm mua mực làm nữa. Đồ quá. Con chúc mừng chú Giáng sinh vui vẻ nhé. Con chúc ông bà con chú Giáng sinh vui vẻ. Chúc con Giáng sinh vui vẻ. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn Thịnh à. Chúc ba nè Giáng sinh vui vẻ. Chúc con lại Giáng sinh vui vẻ. Chúc ông bà Giáng sinh vui vẻ. Chúc bà Giáng sinh vui vẻ. Khỏe luôn nha. Cảm ơn con nhiều nha. Chúc bà Giáng sinh vui vẻ. Rồi con chúc ai nữa? Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ. Con chúc con Giáng sinh vui vẻ. Cốc rượu. Cốc rượu. Gió lung lay. Gió lung lay. Gió lung lay. Qua con nước rớt xuống đó. Rồi ăn coi nè. Ăn coi là rau màu vàng luôn nè. Quá trời. Quá trí là không. Hai gần nè. Ngon lành không? Ngon lành cành đầu của nó đó. Ngon lành cành mai. À, hôm nay Dung Rồm làm mực mé để cả gia đình cùng ăn để mừng Giáng sinh. Dung Rồm xin chúc cả nhà đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Dung Rồm mong cả nhà hãy ủng hộ cho Dung Rồm cùng Thảo Chiếu và ẩm thực hai bà cháu trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.